Chào anh em, hôm nay là ngày mùng 2 đầu xuân năm mới. BK Hà Nội xin gửi lời chúc đến toàn thể các anh chị em một năm mới nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hôm nay chúng tôi đăng bán để có thể truyền tải đến cho các bác hàng loạt những mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ gầm cao đang có mặt tại BK Hà Nội, có địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn. Cái mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Hilux ở phiên bản sản xuất năm 2020. Đây là phiên bản Adventure hai cầu hay còn gọi là form mới rồi, đã được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense, hệ thống đèn pha tự động thích ứng, và đặc biệt hơn nữa thì hiện tại chúng tôi đang để một cái mức giá vô cùng hợp lý luôn. Xe này đang chào bán với mức giá rất là hợp lý luôn các bác ơi. Chưa đến 900 triệu đã được sở hữu ngay cái dòng xe này rồi các bác nhá. Và đặc biệt hơn nữa, đầu xuân năm mới chúng em xin phép được lì xì cho các bác ngay vào trong tài khoản 20 triệu đồng các bác nhá. Tiếp tục của chúng ta đến với một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động sản xuất năm 2021. Và thời điểm hiện tại thì khách du lịch Trung Quốc đang tràn sang Việt Nam và rất nhiều những anh em đang mong muốn sở hữu cho mình những cái mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ gầm cao để có thể đưa đón chuyên gia khách du lịch, thì có thể đến qua 26 đường Cầu Diễn để có thể trải nghiệm cái dòng xe này. Xe đi được có 14.000 cây, lốp sơ cua chưa hạ và lốp còn nguyên bản theo xe hết. Xe được trang bị khá nhiều phụ kiện rồi. Và xe này chúng tôi cũng đang chào bán với mức giá thu vốn dành cho anh chị em. Và đặc biệt hơn nữa, đầu xuân năm mới chúng tôi sẽ có ngay những lì xì từ 10 đến 20 triệu đồng vào ngay trong tài khoản. So với xe mới thì có thể tiết kiệm được cỡ khoảng tầm 100 đến 150 triệu đồng. Xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 060 triệu đồng thôi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với Toyota Fortuner máy dầu 2018. Và cái dòng xe này thì chỉ có nhô 500 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi các bác nhá. Bạn nào có nhu cầu tìm kiếm những dòng xe này thì hãy qua 26 đường Cầu Diễn để có thể trải nghiệm trực tiếp với những cái dòng xe Toyota Innova. Bên cạnh đó thì có Toyota Fortuner máy dầu số tự động sản xuất năm 2000, máy dầu số sàn sản xuất năm 2015 các bác ơi. 2015. Đấy, có 675 triệu đồng thôi. Và giá này thì đầu xuân năm mới có thể thương lượng được rất nhiều. Xe một chủ từ đầu, lốp còn nguyên bản theo xe, lốp sơ cua cũng còn chưa hạ luôn. Có thể nói rằng là mới nhất thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, nếu bác nào cần xe du xuân đón Tết thì chúng tôi đang có một cái mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2000. Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2021 luôn và đang chào bán với mức giá nhô 1 tỷ 1 thôi. Ở cái cửa tiền rất hợp lý, chỉ hơn 700 củ là các bác có thể sở hữu ngay dòng xe Outlander ở phiên bản 2 cầu động cơ 2.4. Và xe này thì còn rất là mới. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe Toyota Fortuner 2 cầu sản xuất năm 2018, nhập khẩu nguyên chiếc các bác nha. 2 cầu số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 2.8, hộp số 6 cấp. Và xe này đang chào bán với mức giá rất là mềm, cũng chỉ loanh quanh hơn 1 tỷ một chút thôi. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao nhưng cửa tiền lại rẻ như những dòng xe 5 chỗ. Đó có Toyota Rush, chưa đến 600 củ là có thể sở hữu ngay cái dòng xe này rồi. Toyota Rush 2020 nhập khẩu nguyên chiếc các bác nha. Nhập khẩu nguyên chiếc. Chúng ta sẽ đến với lại một cái mẫu xe nữa là Suzuki Vitara, chỉ hơn 500 củ là có thể có ngay dòng xe này rồi. Tiếp tục thì hơn 600 củ, chưa đến 700 củ đâu là có ngay cái dòng xe Tucson 2015 nhập khẩu nguyên chiếc. Và chúng ta có thêm một cái mẫu xe nữa là Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi Pajero Sport các bác nha. Đấy, bản này là bản một cầu số tự động. Đấy, mà giá thì cũng rất là rẻ, chỉ có hơn 700 củ thôi là có thể sở hữu ngay cái dòng xe này, Pajero Sport các bác ơi. Pajero Sport tầm tiền cực kỳ hợp lý luôn. Rồi, Toyota Fortuner máy dầu Toyota Rush 2020 và Toyota Rush 2021 loanh quanh 600 củ là có thể có ngay những dòng xe này rồi. Tiếp tục với Hyundai Kona rồi Mazda 3, những cái dòng xe rất là rẻ, chỉ có hơn 500 củ thôi là có thể có ngay những cái dòng xe này để có thể du xuân đón Tết và đi chơi gia đình. Bạn nào đang quan tâm đến những cái dòng xe này thì có thể qua 26 đường Cầu Diễn để trải nghiệm những dòng xe này. Chúng tôi sẽ ưu tiên những cái mốc giá là rẻ nhất thị trường, và chỉ ngày mùng 6 Tết âm lịch này chúng tôi sẽ mở cửa khai xuân đón Tết và đón các bạn đến trải nghiệm những dòng xe này. Và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn.